Hello everyone, welcome to Community with MC. This is MC with Pacific Wire Real Estate and Mortgage. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Community with MC. Thưa quý vị, và hôm nay là một chương trình mà Minh Châu đã trông chờ rất là lâu. Bởi vì Minh Châu cũng là một người phụ huynh, một người mẹ. Thì thưa quý vị, là cha là mẹ, chúng ta thương yêu con mình nhiều lắm và luôn luôn làm tất cả mọi việc, hy sinh tất cả mọi thứ trong cuộc đời của mình để đem lại niềm vui và hạnh phúc giống như sức khỏe cho con cái của mình. Nhưng là cha mẹ cũng có những lúc chúng ta không biết cái gì là đúng nhất cho con mình, tốt nhất cho con mình. Cho nên là vì vậy mà hôm nay chúng ta có mời hai vị khách rất là quan trọng với Minh Châu, đó là anh Chí và Marlin. Xin lỗi anh Chí, thưa anh, có thể giới thiệu anh một chút xíu được không ạ? Cảm ơn cô Minh Châu. Kính thưa quý vị, tôi tên là William Hoàng, tên Việt Nam là Trí. Hôm nay tôi và con của tôi là cháu Minh được mời tham dự chương trình của Minh Châu, tại vì kinh nghiệm đã xảy ra với gia đình chúng tôi có thể đem lại hữu ích cho nhiều gia đình khác. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Và thưa Minh, Minh có thể thưa quý vị, Minh là tiếng Việt, tên tiếng Việt, Marlin là tên tiếng Mỹ. Minh Hoàng, sorry, nãy em không có giới thiệu, last name của anh là anh Trí Hoàng, William Hoàng, và Minh Hoàng hoặc là Marlin Hoàng. Minh có thể nào giới thiệu Minh một xíu được không? Minh or Marlin đang học cái anh counseling or học cái psychology Santa Clara University and a student in psychology. Cảm ơn Minh, cảm ơn Marlin. Kính thưa quý vị, anh Châu nãy đã giới thiệu là chúng ta là cha mẹ, có những lúc chúng ta mong muốn tương lai của con mình như thế này như thế kia, và muốn xếp đặt cho con mình những cái việc học hay là tương lai của con mình, nhưng mà chúng ta có luôn luôn đúng không thưa quý vị? Thì xin quý vị theo dõi cái cuộc chia sẻ giữa anh Trí Hoàng và Marlin Hoàng. Đây là hai người thật là ba và con đến đây để muốn san sẻ với quý vị những gì đã xảy ra trong gia đình của anh Trí, để cho chúng ta có thể học hỏi được những bài học đáng quý thưa quý vị. Thưa anh Trí, em rất cảm ơn anh đã bỏ thời gian đến đây với em, và cũng phải cảm ơn chị Nancy Hoàng nữa, chị đã giúp em để mà có thể mời được anh và Marlin tới đây hôm nay. Dạ, thì hy vọng là cái cuộc nói chuyện này sẽ giúp đỡ được nhiều người như ý anh muốn. Em hiểu là chị Nancy cũng giống như anh, không muốn thấy một gia đình nào mà rơi vào cái trường hợp giống như mình đã xảy ra. Dạ, thì hồi nãy mình Marlin nói là Marlin đang học ngành psychology, counselor psychology đúng không? Tức là mình đang học về tâm lý, tức là sau này mình sẽ giúp những người ta chữa về bệnh tâm lý đúng không? Dạ. Yeah, ok, cảm ơn Minh. Thưa anh, và trước đó thì Minh có học một ngành nào khác đó đúng không? Hồi đó mình học cái anh gọi là microbiology, nó học về mấy cái về mấy vi trùng và bacteria. Tức là trước đó là mình học cái ngành về sinh học anh ha, vi sinh học, tức là mình học để sau này ra mình làm cho một phòng thí nghiệm, một phòng lab, mình sẽ coi những cái máy gọi là microscope đúng không Minh? Mình nghiên cứu những cái bệnh gì đó cho nói chung là về bệnh về sinh học, về vi sinh học. Nhưng mà Minh đã không tiếp tục học cái đó mà Minh đổi qua học counselor psychology ha. Thì câu hỏi này sẽ dành cho ba, dành cho anh Chí. Thưa anh có thể cho em biết tại sao Minh lại đổi, Marlin lại đổi ngành học từ cái microbiology đổi sang học counselor psychology không ạ? Thực ra thì lúc dưới high school đó thì cháu có take cái test thì nói cháu là thích hợp với ngành tâm lý. Nhưng mà lúc mà cháu hỏi ý kiến của gia đình đó thì tụi tôi lại chọn cho cháu cái ngành microbiology.
cái lý do là dễ kiếm việc, mình nghĩ thôi là dễ kiếm việc hơn, rồi cháu làm đi làm sẽ ít lo âu hơn và đời sống sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng mà cái sự thật thì nó không có xảy ra như vậy. Anh cho em dừng ở đây một chút xíu được không? Dạ. Tức là anh nói là lúc mà Merlin ở high school có lấy một cái bài assessment test để coi coi mình thích học hợp học cái ngành nào, thì khi mà sau khi lấy cái test đó xong á thì thấy rõ ràng cái kết quả là Minh sẽ thích hợp học với ngành psychology, tức là ngành tâm lý học. Nhưng khi Minh về nhà nói chuyện với bố mẹ thì bố mẹ lại nghĩ là Minh sẽ thích hợp với ngành microbiology hơn, tại vì cái công việc đó nó sẽ dễ kiếm việc làm, phải không anh? Và sau này cái cuộc sống nó tương đối ổn định hơn, việc làm không có phải lo lắng. Và anh nghĩ là sẽ khỏe hơn, tốt hơn cho Minh, đúng không ạ? Anh nghĩ là như vậy. Dạ, thưa anh tiếp tục. Thì cháu học microbiology thì không được thành công, mà học rất là khó khăn. Thì có một lúc đó, có một cái thời gian đó thì là cháu vừa học final mà vừa lo sinh tử, đến lúc cháu về thì cháu bị đi lạc và bị accident. Thì sau đó cháu bị trauma mà phải đi vô emergency tới 2 lần. Rồi thì đến lúc mà cả gia đình chúng tôi thì đều hỗ trợ cháu hết. Nhưng mà nó tích cả mấy năm trời thì cháu mới hoàn toàn khỏi bệnh. Wow. Thì sau lúc mà cháu khỏi bệnh rồi đó thì cháu muốn đi học lại, thì tụi tôi kỳ này để cho cháu tự do chọn ngành, thì cháu chọn ngành tâm lý và cháu học rất là xuất sắc. Wow. Cho em nói lại những gì anh nói ha. Là cái thời gian mình học về microbiology, tức là ngành sinh vi sinh học á, thì mình quá nhiều lo lắng và quá nhiều cái bởi vì chắc nó không thích hợp. Không thích hợp. Cho nên mình học rất là cực và rất là lo lắng. Thì cái lần đó là tới ngày đi thi thì mình đã ly lạc. Và khi đi lạc thì mình bị một cái chuyện không hay xảy ra mà đã ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và sau đó là mình phải đi vào emergency và phải tốn một thời gian rất là lâu, mấy năm để cho mình hoàn toàn hồi phục trở lại, đúng không anh? Dạ, đúng. Chỉ vì mình quá lo lắng, quá cái ngành học đó. Vì cái ngành học đó mà đã đẩy mình đến cái tình trạng sức khỏe mà nó cost của mình một số thời gian, cũng mất vài năm hả anh? Dạ. Và sau đó, sau khi Minh hồi phục trở lại thì anh chị đã quyết định để cho Minh hoàn toàn tự do chọn ngành nghề của mình, đúng không ạ? À? Và lần này là một lần mà Minh đã quay lại chọn cái ngành tâm lý học, tức là Counselor Psychology. Dạ. Và thưa anh, có như vậy, anh còn chia sẻ gì nữa không? Hay là em có thể hỏi? Dạ. Lúc mà tai nạn xảy ra cho cháu là khi đó cháu học năm thứ tư. 4 năm rồi. Dạ, 4 năm. Thì sau khi tai nạn xảy ra đó thì nên lúc cháu đi học lại, cháu phải vô bắt đầu học lại từ đầu. Là mình mất rất là nhiều thời gian. Dạ, gần 4 năm. Dạ. Tức là chỉ vì mình chọn ngành không có thích hợp cháu, thì mình đã tốn một cái thời gian rất là đáng tiếc. Dạ. Mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nữa. Dạ, ảnh hưởng gia đình hết. Dạ, ảnh hưởng cả gia đình luôn. Nói chung em nghĩ lúc mà mình bị như vậy, anh chị rất là đau khổ, đúng không anh? Dạ, rất là lo lắng, đúng không anh? Dạ. Dạ, em nghĩ cái gì chứ, em cũng có con, hễ mà cái gì mà liên quan đến sức khỏe của con em thì đó là cái nỗi lo lắng đầu tiên. Cũng như em nói, ông bà mình có cái câu thương con đứt ruột, con đau một cha mẹ đau 10, đúng không anh? Minh Châu nói rất là đúng, tại vì ví dụ mình có cái nhà, mình mất cái nhà, mình kiếm lại được cho con của mình rất là khó. Dạ. Thì cái câu hỏi kế tiếp dành cho Minh là trong cái thời gian mà Minh đi học cái microbiology đó, thì Minh, how do you feel every day when you go to school for the microbiology major? I felt it was a struggle. I felt I was nothing and I was just like another number, another student that passed by with teachers and they didn't really understand that I needed or wanted to learn and really grow. Wow. Vậy là mình nói trong thời gian đó mình cảm nhận như là mình là không là ai hết. Mình lúc nào cũng gặp nhiều khó khăn mà lại cảm thấy không có ai dòm để ý đến mình nữa, đúng không? Tức là thầy cô giáo không để ý đến mình, từ vì họ không có hiểu mình, đúng không? Từ vì mình cũng không có thích hợp, cho nên mình làm không có good, đúng không?
cho nên mình feel như lại là mình feel buồn lắm đúng không? Yeah. You feel really sad. Yeah, very sad. Very sad. Cho anh có ý kiến như thế. Yeah. Với lại là theo kiểu giống như gia đình của anh, không biết có giống với những gia đình Việt Nam khác không? Tại vì cháu mặc dù đụng với problem nhưng mà cháu tự giữ kín trong mình, không có chia sẻ với là cha mẹ. Thành thử tụi này không có biết, cứ support cho cháu đi học thôi chứ không có biết là nó. Em thưa anh, em nghĩ như thế này, thường con mình á, từ vì cái đám trẻ đó, họ chịu đựng thôi à. Họ không có biết là họ phải nói lên để họ cha mẹ hiểu, cho nên chịu đựng đến em. Tại vì em có theo dõi một số những trường hợp họ chịu không được nữa thì họ tự giận, tức là họ nghĩ là nếu bây giờ mà họ tiếp tục sống á, thì họ sẽ không làm được theo những cái mong muốn của cha mẹ. Tại vì con bao giờ cũng thương cha mẹ lắm, muốn làm cho cha mẹ hạnh phúc, có đúng không em? Muốn làm cho cha mẹ hãnh diện về mình. Nhưng mà khi mà làm không được thì cảm thấy nếu mà mình không tiếp tục học thì cũng không được, mà bây giờ mình tiếp tục học thì mình cũng sẽ không thành đạt như cha mẹ mong muốn, thì họ bỏ cuộc bằng cách họ bỏ đi cái cuộc sống riêng của họ. Cái điều đó là cái điều đáng tiếc mà chính bản thân em nhìn thấy nhiều. Mình cho cảm động. Nghĩ một chút rồi nói chuyện. Thì bây giờ mình đang học cái ngành tâm lý học, là cái ngành mình thích. Thì mình có thể san sẻ một chút là how do you feel, how do you like what you're learning right now? I like psychology. I like learning about the dynamic human interactions and the open-mindedness it fosters towards other people. So what I'm saying is it helps you to see that people are fundamentally have unique differences and experiences, and from their unique differences you see them as actual people, not as anything else, as people that you respect and understand who they are first and foremost. Nghe mình san sẻ một chút xíu thôi thì chị đã hiểu là mình có một cái đam mê. You have a passion, do you? Mm-hmm. You really love what you learn. Mm-hmm. And khi mà mình cho hiểu, người ta hay nói cái câu mà do what you love, right? Mm-hmm. Do what you love. Thì khi mà mình làm cái gì mình thích thì mình không cảm thấy mình phải cực khổ nữa, mà mình enjoy, đúng không anh? Và thường là mình do very well. Thì chị nghĩ là mình do very well. Can you tell us a little bit about how well you do in school? Okay. When I switched over to this field and was finding my path at the community college, every time I took the test, I always got the A, but my A and my standing was always, for the most part at that time, was always the top A or the second A, and the lowest within that time was I was the top third A. So wow. I was first one, two, or three. And wow, that's awesome. Going on in my current, when I was, and I've never ever, I don't think I've ever gotten an actual B as an overall grade. The lowest I've ever gotten was an A. But like an A minus, and the lowest is A minus. That's yeah, really like, awesome. And when I got to graduate school, I got my first B on my assignment, but not my overall grade. Wow! So wow! Tức là bây giờ mình đang học master degree. Yeah, master degree. But the whole entire 4 years that mình always the one of the top or the second top or the third top of the student in the class for the whole entire 4 years. Yeah. And then now mình in master degree mình đang học master degree thì mình chỉ có một cái B trong một cái assignment thôi, chứ không phải là cái điểm cuối cùng của cái năm nữa. Tức là mình always là get A. Yeah. Mà cái lowest grade của mình đó là A minus. Wow. I'm so proud of you. Kính thưa quý vị, khi mà một em học sinh học cái ngành mà mình thích thì em học rất là giỏi, không cần phải cố gắng, chỉ là bởi vì đó là cái đam mê, nó là nó tự nó như vậy rồi, nó giống như cái hoa nó tự nó nở thôi.
Còn chắc chắn khi mà Minh học và microbiology thì mình phải học rất là khó khăn đúng không em? Mà không có được điểm tốt đúng không em? Mà rất là buồn đúng không? Rất là buồn đúng không? Lúc cái thời gian mà Minh học microbiology Minh chịu rất là buồn đúng không? Yeah. Ok. Câu hỏi kế tiếp. What is your advice to the students who is going to college? Tức là mình có cái lời khuyên nào dành cho những bạn sắp sửa đi học đại học mình? Okay. If you are unsure on what path or career you want to take, go to community college to explore the multitude of options there. It costs a lot less to explore and refine your path. Finally, you are not defined by your past circumstances. It's what you make of these circumstances that matters. And the past can only set you on a path, but it does not define what you become. Everyone has the inner strength and the patience and the passion to reach the stars and be the change they want to be in the world. Wow, thank you, Minh. Thank you so much. Kính thưa quý vị, Minh vừa mới san sẻ là nếu như những bạn nào mà sắp đi học đại học mà vẫn không biết mình nên học ngành gì thì cũng đừng có lo lắng mà nên chọn vào trường Community College, bởi vì trường Community College thì nó có rất là nhiều ngành nghề và mình có thể explore, tức là mình sẽ tìm hiểu chính mình, cho mình cái thời gian 2 năm ở Community College để tìm hiểu chính mình, học những cái môn nó gọi là general, phải không Minh? General requirement học, thì lúc đó mình có thể tìm hiểu chính mình để khi mà mình sau 2 năm có thể mình sẽ xác định được là mình thích học ngành gì, thì lúc đó mình vào trường university, tức là vào trường đại học. Mình có san sẻ gì nữa không? Yes. Also, nếu mà you go thẳng, if you go straight to the university, the transition might be tough because the workload and the expectation and your foundation might not be strong enough. So when you go to community college, you build the foundation from the ground up. Those 2 years aren't lost. When you go to university, after you transfer, it's a guaranteed transfer, and you go there and you only have 2 years left to finish, which is your upper division, but all your lower divisions are done. So you don't really waste, and you build a strong foundation and you increase your chances of success. Wow, man, thank you. Minh cho một lời khuyên rất là hay. Thưa quý vị, Minh nói là khi mà các em sắp sửa đi học đại học mà vào trong trường Community College 2 năm đầu tiên á, thì nó không thể là, không phải là cái những cái thời gian phí phạm, mà là những cái thời gian đó để mình tạo nên mình mạnh mẽ hơn, để khi mà mình bước vào trường đại học thì mình sẵn sàng hơn và mình dễ thành công hơn. Tại vì nếu mà mình chưa có strong enough, tức là mình chưa có mà đủ mạnh mẽ mà mình vào trường đại học rồi mình chưa có biết ngành nào, mình sẽ gặp nhiều khó khăn và có thể cái điều đó sẽ cản trở mình tiến thân, có thể làm cho mình chán nản nữa, mình có thể bỏ cuộc quá sớm. Đằng này mình nói là mình vào trường Community College, tức là những trường Community College ở gần đây thưa quý vị, như là Foothill College, Dienza College, tức là những trường đại học rất là nổi tiếng trên toàn nước Mỹ luôn. Khi mà quý vị vào những trường Community College đó thì các bạn có thể, mình nói là cái guarantee mà mình được train for lên những trường đại học nổi tiếng rất là nhiều đúng không Minh? Tại vì thưa anh, em cũng có biết một vài gia đình đó, thì khi mà cháu nó quyết định vào trường Community College á, thì khi mà sau 2 năm nó được những trường đại học rất là nổi tiếng như UCLA nhận họ. Thành ra đây là một cái cơ hội, mà cũng như Minh nói, khi mà mình trong cái trường Community College 2 năm là cái lúc mà mình học hết những cái lớp lower division, mình get ready, khi mà mình vào trường đại học chỉ có tốn 2 năm nữa thôi thì mình save a lot of money too, tức là tại vì trường Community College nó rẻ hơn trường đại học university rất là nhiều đúng không Minh? Và cái lời khuyên của Minh rất là hay và rất là thực tế, và Minh Châu đã nhìn thấy nhiều gia đình đã làm như vậy và con của họ rất là thành công. Cảm ơn Minh. Đó là Minh lời khuyên cho học sinh. Còn bây giờ câu hỏi này em dành cho anh Trí. Thưa anh có thể nào cho em lời khuyên về vấn đề chọn ngành học cho con em của mình không? Thưa anh. Theo như kinh nghiệm của gia đình chúng tôi đó, thì cha mẹ nào cũng là muốn cái thật là tốt đẹp cho con cái của mình trong cái hoàn cảnh mà gia đình mình có thể hỗ trợ được. Nhưng mà cái vấn đề là những cái mình nghĩ là thật là tốt cho con của mình có chắc là tốt cho con của mình hay không? Tại vì nếu mà cháu
mấy đứa bé trong này nhiều cháu rất là thông minh, thành thử đến lúc mà mình ép học hành gì nó học cũng được hết. Nhưng mà đến lúc ra, đến lúc đi làm, cả một cuộc đời mỗi ngày đi làm, nếu không có thích, nếu không có hạnh phúc thì cái đó mình cũng không có được vui lắm về cái chuyện đó. Dạ, dạ cảm ơn anh. Câu lời khuyên của anh rất là chân thành từ cái trái tim của anh. Yeah. Em biết là hôm nay anh đến đây cũng vì cái tình thương yêu dành cho giới trẻ. Yeah. Và anh không muốn những giới trẻ, những gia đình khác phạm phải những cái lỗi như mình đã phạm qua. Yeah. Kính thưa quý vị, lời khuyên của anh Trí rất là hay. Tức là khi mà mình bảo con mình học ngành gì đó theo ý mình, thì như anh nói, các cháu rất là thông minh, học ngành gì cũng được. Nhưng mà vấn đề là quan trọng là cháu có thích không. Mà khi cháu không thích á, thì mỗi ngày, cái ngày của cháu nó như thế nào. Từ việc học đại học bên Mỹ này em biết nó cũng rất là khó, rất là nhiều cái stress. Thành ra nếu như mà con mình, nếu mà nó yêu thích cái ngành nghề thì nó không có cảm thấy là một cái gánh nặng, mà nó sẽ ráng hơn nữa để nó vượt qua. Cũng như Minh cũng đã nói, cái inner strength rất là quan trọng. Nhưng mà mình phải có cái tình, cái passion, mình mới vượt qua được những khó khăn dễ dàng. Còn khi mà mình không có cái passion, không có tình yêu với cái ngành mình học thì nó sẽ rất là khó khăn. Và đó là một phần. Cái phần quan trọng hơn nữa là cả cái cuộc đời về sau. Khi mà con em mình đi làm thì vấn đề là mỗi ngày phải đi làm, có khi 8 tiếng, có khi 10 tiếng, có khi 12 tiếng tùy theo cái công việc. Mà nếu như mỗi ngày mở mắt ra phải đến một cái chỗ mà mình không thích, mình không muốn, thì cái đó là một cái đau khổ. Mà nó là cả một cuộc đời, chứ không phải là chỉ đi. Tại vì mình đâu có đi làm có một tháng hay là một năm hay là 5 năm rồi mình nghỉ. Tại vì thường ai cũng có cả cuộc đời để đi làm. Đến khi mà nghỉ về hưu thì đã 65 tuổi mất rồi. Thì mình đâu có muốn con mình nó phải khổ sở cả một đời vậy, đúng không anh? Mình muốn khi, như em cũng vậy, cũng có hai đứa nhỏ, thì nghĩ đến khi mà mình xuôi tay nhắm mắt, mình muốn con mình ở lại cuộc đời này hạnh phúc. Mỗi ngày nó làm việc gì nó muốn, mình muốn nó là đi đến cái công việc làm là với niềm vui thích, trông chờ để được làm cái công việc ngày hôm đó. Chứ mình không muốn con mình xách cái giỏ đi mà lòng thì đầy buồn phiền là ồ, mình lại phải tiếp tục với công việc này. Thì đó quá là đáng tội nghiệp cho cái người con của mình, đúng không anh? Dạ. Cho nên em cảm ơn lời khuyên của anh. Minh thì sao? Minh có lời khuyên gì dành cho cha mẹ? What can you any advice to the parents? My advice to the parents is to let their children choose their path and tell them the path that let them choose the path and let them foster the assets. So everyone has a unique set of strengths that are innate. Parents should let their children foster these assets, because what I believe is that everyone has personal strengths and some limitations. Life is more a series of renegotiations and finding the balance, striking the balance between their assets and the parameters of their limitations. We do not use our weaknesses to overcome adversity. We use inner strength and personal assets to overcome obstacles. Letting children choose their path will naturally foster their inner strengths, and this will, they will use their strengths to both foster success and resiliency. And my last thing is, when you choose a path for your child, ask yourself, is this really what you want for your child, or is this really what your child wants, and will it really make them happy? Because if you do what you love, they say you never have to work a day ever again. Oh, thank you so much. Thank you. Và kính thưa quý vị, Minh vừa mới gửi lời khuyên là khi mà đến cái con mình đến một cái tuổi cần phải chọn ngành nghề, thì mình nên để cho con mình tự chọn cái ngành nghề. Bởi vì mỗi một con người có những cái mạnh cũng như cái yếu, và rất là khác nhau, và mỗi người rất là unique, tức là mỗi người rất là riêng biệt, không ai giống ai cả. Mình với con mình đã không giống nhau rồi, không ai giống ai. Cho nên mình nói là khi mà mình chọn ngành cho con mình thì mình phải hỏi là
mình chọn cái ngành này vì mình muốn, hay mình cho con mình, hay là mình chọn ngành này vì con mình muốn. Thưa quý vị, nếu như con mình muốn thì con mình tức là phải có sự đam mê, sẽ có sự yêu thích. Thì khi mà có bất cứ khó khăn gì như Minh nói, thì con mình vì nó có sự đam mê, nó sẽ tự nó vượt qua được và nó sẽ làm rất là hay. Còn khi mà mình chọn cho con mình, có thể là cái ngành nghề đó nó không thích hợp, thì nó sẽ quá khó khăn cho người con đó, thì có thể sẽ con mình sẽ không vượt qua được những khó khăn đó. Thưa quý vị, một lần nữa lời khuyên của anh Trí cũng như lời khuyên của Minh là mình nên thật ra nên tìm hiểu con mình và giúp đỡ con mình và ủng hộ con mình những cái gì mà con mình đam mê, chứ mình đừng nên bắt con mình học cái ngành đó vì mình, thưa quý vị. Tại vì có một số phụ huynh nghĩ là cái ngành này tốt cho con mình, nhưng mà chưa chắc cái đó thật sự tốt cho con mình. Cũng như anh Trí Hoàng và Minh Marlin Hoàng vừa mới san sẻ câu chuyện thật trong gia đình. Thưa quý vị, khi mà Minh Châu mời anh Trí Hoàng cũng như Marlin Hoàng lên đây á, là cái mục đích của Minh Châu là muốn chúng ta làm cha làm mẹ thương con, nhưng có những lúc chúng ta thương không đúng. Cái điều này nó xảy ra rất là thường, tại vì đâu có một cái trường học nào dạy mình làm cha làm mẹ đâu. Mình làm cha làm mẹ chẳng qua là mình đưa mình vào cái làm cha làm mẹ thì mình làm cha làm mẹ mà thôi. Thì cái chuyện mình make mistake là bình thường, không có lỗi phải gì của ai. Nhưng mà nếu mà mình thật sự hiểu con mình, yêu thương con mình, thì mình nên cho con mình nó sống cuộc sống của nó, chứ đừng sống cuộc sống của mình. Tức là khi mình bắt con mình làm cái gì theo ý mình, tức là nó đang sống cuộc sống của mình, thưa quý vị. Như vậy thật là phí phạm lắm. Bởi vì con mình nó giống như Marlin đây, rất là giỏi về ngành tâm lý học, nhưng mà lúc ban đầu thì cha mẹ không có biết, cứ nghĩ là ngành microbiology tốt hơn. Nhưng mà khi mà chuyện đã xảy ra rồi thì lại mất đi một số thời gian rất là đáng tiếc, thưa quý vị. Thì Minh Châu chỉ hy vọng là quý vị cảm thấy cái chương trình này lợi ích, thì quý vị hẳn san sẻ nhiều đến những người mà quý vị thương yêu. Thưa quý vị, chúng tôi làm chương trình này bởi vì chúng tôi yêu thương rất nhiều những gia đình khác, và yêu thương tất cả những giới trẻ đang trong cái tình trạng mà không biết học ngành gì và nên làm gì cho cái tương lai của mình. Vì cái điều đó, đó là cái điều mà Minh Châu luôn luôn quan tâm. Và Minh Châu làm cái chương trình này vì cái tình yêu thương đối với giới trẻ. Vì vậy, nếu mà quý vị cũng giống như Minh Châu, thấy được nhiều gia đình gặp những khó khăn trong cái chuyện chọn việc học hoặc ngành nghề cho con em mình, xin quý vị hãy san sẻ cái chương trình này đến thật nhiều người. Bởi vì Minh Châu biết là sẽ giúp được rất nhiều những tương lai của thế hệ kế tiếp của chúng ta. Và hy vọng là khi mà các em đã chọn được cái ngành nghề các em yêu thích và được sự ủng hộ của gia đình, thì các em sẽ bao giờ cũng đạt được cái tốt nhất, thưa quý vị. Giỏi nhất, tốt nhất, cũng như Minh là một trong những top student của trường đại học. Minh học trường đại học nào vậy em? Học Santa Clara University. Trường đại học Santa Clara University, thưa quý vị, đây là một trường đại học rất nổi tiếng của nước Mỹ với Hoa Kỳ. Santa Clara University không phải dễ vào đâu, thưa quý vị. Minh ơi, chị Minh Châu rất cảm ơn Minh và rất là vui vì thấy Minh chọn được cái ngành mà Minh yêu thích. Và chị rất là hãnh diện được làm quen với Minh. Rất mong một ngày Minh ra trường, mong giúp được Minh giúp được thật nhiều người nha. Và anh Trí Hoàng, em cảm ơn anh, cảm ơn chị Nancy Hoàng đã cho phép em mời anh chị, mời chị anh và Minh đến đây ngày hôm nay. Và em giống như anh cũng đã san sẻ, nếu như quý vị nào cần cái sự support của anh thì anh sẵn sàng giúp họ. Nếu mà họ cần cái số phone của anh thì anh cũng sẵn sàng nói chuyện với họ, có đúng không ạ? Dạ đúng. Dạ. Thưa anh, có lời gửi gắm gì nữa không thưa anh? Chỉ cái ý kiến của tôi đó, theo cái kinh nghiệm mà gia đình xảy ra đó, lúc trước đó, mình nghĩ đó là mình kiếm một cái ngành cho con làm việc thành công thì con sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà thực ra đó, mình nên cho con hạnh phúc để xong sau đó đi làm sẽ thành công sau. Tại vì mình làm cái việc mình thích, chắc chắn mình sẽ thành công. Dạ, hay quá anh, quá đúng luôn thưa anh. Cái gì mà mình thích thì mình sẽ làm giỏi, mình làm giỏi thì mình sẽ thành công. Do what you love. Do what you love, như Minh nói hả? Do what you love, then you don't work a day. Right, Minh? Dạ. Em cảm ơn anh Trí rất nhiều. Cảm ơn Marlin rất nhiều. Chương trình đã hết giờ, vậy thôi. Mời anh chào quý vị. Dạ, thank you. Cảm ơn quý vị. Bye bye. Dạ, bye bye. Thank you. Bye bye.